Vô luận thống khổ cỡ nào ta cũng phải cố gắng tăng tinh thần lực lên, bằng không thì cho dù chúng ta có thi đậu cũng chỉ sợ. Lưu Phong nhìn hắn một cái thật sâu, đáy mắt hiện lên trên một vẻ kiên nghĩ, thì thào lẩm bẩm: "Đúng vậy, liều đi." Hai gã thiếu niên bị kích thích từ trong nội tâm, trong nháy mắt này, bọn hắn đã làm ra một quyết định trọng yếu cả đời. Có 100 tổ đội, tổng cộng là 50 lượt chiến đấu liên phiên, tiến khai ra cũng không nói đội chiến thắng sẽ phải là ở lại hay là được về nghỉ ngơi, cho nên hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn ở lại xem cuộc chiến. Những võ hồn và hồn ký trăm ngàn kỳ quái đều được hiển lộ rõ ràng, thực lực cường đại có thể gặp bất cứ đâu. Cũng như trước, cùng với tổ đội chờ vào trong sự phối hợp ăn ý mà chiến thắng đối thủ, đối với La Mền Vũ mà nói, đây chính là một cơ hội học tập hiếm có. Dù sao thì những người ở đây cũng đều là những người bạn cùng tuổi ưu tú nhất. Rốt cuộc cũng đều vòng cuối cùng. Trận thứ 10, La Hạo, Trần Tiểu, Phong Kiều giao đấu với Nguyên Ân, Huy Huy. Tiêu Khải tuyên bố danh sách những tổ đội chiến đấu cuối cùng. Sau khi La Miền Vũ nghe được những lời này, thân thể của hắn lúc này đột nhiên thẳng tắp, trong mắt hiện lên trên một vẻ khiếp sợ. Ba cái tên phía trước thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng cái tổ cuối cùng kia làm sao lại chỉ có tên của một người, hay là Nguyên Ân và Huy Huy là hai cái tên? Không chỉ có hắn giật mình, mà tất cả những đệ tử đang chú ý tới sàn đấu đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người đều vô thức mà nhìn giáo sát qua đám người, muốn tìm thấy hai tổ đội của trận đấu này. La Hạo, Trần Tiểu cùng với Phong Kiêu, rất nhanh ba người này đã bước lên trên sàn đấu. Chẳng qua là sắc mặt của bọn hắn đều khó coi tới mức dị thường, chắc chắn bọn hắn nhận ra đối thủ của mình. La Mền Vũ lập tức đoán được điểm này, không thể nghi ngờ ba người kia cũng không cho rằng vận khí của mình là tốt. Đúng vào lúc này, một người vẫn luôn luôn ngồi xổm ở trong góc đột nhiên đứng lên. Hắn mặc một bộ đồ bào kín người, mũ chụp màu đỏ, từ đầu đến cuối hắn vẫn một mực ngồi xổm tại đó, có vẻ là đang nghỉ ngơi, cũng không có ai chú ý tới hắn. Lúc này đứng dậy thì mọi người mới phát hiện ra tới sự tồn tại của hắn, bởi vì lúc này hắn đã đang hướng lên trên sàn đấu. Từ thân hình mà nhìn thì dáng người của vị này khá là nhỏ gầy, thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù. Chân hắn lúc này khẽ điểm xuống mặt đất, liền tung người lên trên nhảy lên trên lôi đài. Mọi người, đúng vậy, hắn chỉ là một người. Nguyên Ân Huy Huy là một người. Không để cho mọi người phải đợi quá lâu, rất nhanh hắn đã xốc lên trên chiếc mũ chụp để lộ ra chân dung của mình. Rất có tưởng tượng một gã nam sinh có thể đẹp thành tú tới như vậy. Thứ gây ấn tượng đầu tiên chính là làn da trắng nõn, quần áo nhẹ nhàng sạch sẽ, tướng mạo ôn nhu, thậm chí có thể nói hắn còn xinh đẹp hơn một nàng nữ sinh. Dùng bốn chữ mặt gái thân trai để hình dung cũng tuyệt đối là không quá. Điều gây chú ý nhất chính là hắn có một đôi tai không giống như thường, khá dài, từng lọn tóc mềm mại được cột sau đầu. Trên trán của hắn lại là những sợi tóc thừa thừa màu trắng sữa, tới đôi tóc lại là màu hồng nhạt, một đôi mắt mị mị trông gần như không có tròng trắng. Nhưng mà vẫn còn có điểm kỳ lạ hơn nữa, mắt trái của hắn là màu tím lục lượng nhàn nhạt, mắt phải là màu tím đỏ tràn ngập khí tức huyết mỹ, đôi môi màu hồng phấn nhuận không buồn mang theo vẻ như cười như không. Theo tuổi tăng trưởng, hiện tại tướng mạo của La Miền Vũ đã có thể dùng hạ từ anh tuấn để hình dung. Nhưng gã Nguyên Ân Huy Huy nhìn qua có một chút nhỏ gầy này, hình như so với tất cả mọi người ở đây thì tuổi của hắn còn nhỏ hơn một chút, vậy mà lại xinh đẹp như một thiếu nữ. Cũng không biết vì cái gì, La Mền Vũ cảm thấy trên người của hắn còn có một loại khí chất tà mỹ, nhất là đôi mắt hai màu kia, vừa nhìn tới liền cảm nhận được ngay được một cảm giác kỳ lạ. Một người, hắn chỉ là một mình thôi sao? Ánh mắt tất cả thí sinh đều không hẹn mà cùng tập trung vào thiếu niên này. Nguyên Ân Huy Huy lúc nãy một cái tên có một chút kỳ cục, thế nhưng mà làm sao hắn lại đến tham gia khảo hạch một mình? Bắt đầu, có vẻ cả lão sư đang làm trọng tài kia sớm biết được tình huống này, mặt của hắn cũng không chút thay đổi mà tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Chỉ ngay một khắc sau, tất cả mọi người liền lập tức hiểu rõ vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy lại chỉ có một người. Một cái hồn hoàn màu tím bay lên trên dưới chân của hắn, hai tay của hắn cũng theo đó mà lập tức trở lên trên lành lạnh, đôi tròng mắt cũng như phát sáng lên. Ngay sau đó lại là cái hồn hoàn màu tím thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhưng còn chưa kết thúc, hồn hoàn màu đen thứ năm đang chậm rãi bay lên, ngũ hoàn hồn vương. Ngay ở trong nháy mắt, cái hồn hoàn màu đen đó bay lên, toàn trường lập tức biến thành một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, ai cũng biết đạt đến tứ hoàn tại trong 12 tuổi này là khó khăn tới mức nào. Ở Thiên La Học Viện cùng với đám người của La Miên Vũ thì ngay cả tam hoàn cũng giải rác không có mấy. Toàn bộ Thiên La
tình cũng chỉ còn có một mình Bằng Thiên Lương đạt đến tứ hoàn mà thôi. Thế nhưng mà tại trước mặt của bọn họ, ngay trong chính lứa tuổi này lại rõ ràng xuất hiện ra một gã ngũ hoàn hồn vương. Hồn sư có các cấp độ hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương. Tới danh xưng thứ 6 là hồn vương, đó chính là danh xưng từ năm 11 đến 60 cấp. Lúc này là Miền Vũ mới chỉ có 20 mấy cấp hồn lực, vậy mà ở trong đám người, cùng tuổi hắn lại đã có người đạt đến hơn 50 cấp. Đây quả thực là tình huống không ai dám nghĩ tới. Thế nhưng mà người ta thật sự đã đạt đến, làm sao hắn có thể không kinh hãi đây? Một người, hắn chỉ có một người, như vậy là đủ rồi, vì ở trước mặt của hắn cũng chỉ có ba gã tam hoàn, ngũ hoàn cùng với tam hoàn có thể nói là cách biệt một trời một vực. Nguyên Ân Huy Huy mang theo một vẻ tươi cười có chút tà mị, hắn nâng tay phải lên, ngón cái chỉ về phía của mình. Ta, Nguyên Ân Huy Huy vĩnh viễn không cần đoàn đội, chỉ một mình ta là đủ rồi. Trong tay trái của hắn lúc này xuất hiện ra một tầng ám tím, một cây trường cung theo đó mà hiện ra. Đó là một cây trường cung thon dài màu tím long lanh, trông như là do thủy tinh tạo thành mà thành vậy. Ngay cả dây cung cũng là màu tím, phía trên là vô số những hoa văn hình xà màu ám tím. Tuy ba gã phía đối diện đã rất kinh hãi, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn không buông bỏ. Cả ba đồng thời phóng xuất ra võ hồn, không chút do dự mà đánh tới hướng của Nguyên Ân Huy Huy. Nếu võ hồn của Nguyên Ân Huy Huy là trường cung, vậy hẳn là am hiểu công kích từ xa. Nguyên Ân Huy Huy chỉ khinh thường cười nhà một tiếng. Trên người của hắn đệ nhất hồn hoàn hào quang lóng lánh, trong miệng còn lẩm bẩm đệ nhất hồn kỹ thần linh ngưng thần. Hắn vừa nói, một bên dùng tay trái sờ cao thành trường cung. Trên thanh trường cung màu tím, tất cả những điểm xa màu ám tím đột nhiên phát sáng lên, tay phải kéo cung càng tên, dây cung mở ra, một mũi tên hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ đã xuất hiện ở thiên tay. Hắn kéo cung với một tốc độ như thiểm điện, gần như còn chưa có mấy người kịp thấy rõ thì là mũi tên đó đã là bắn ra. Quá nhanh, dường như hắn bắn căn bản không cần phải ngắm. Trong đám đệ tử này, La Miền Vũ chính là một trong số ít những người mơ hồ cảm giác được. Trong nháy mắt hắn kéo dây cung thì cũng đã hoàn thành việc tập trung vào đối thủ. Ba gã phía đối diện có thể thấy đầy tham gia thi vòng 2 thì tất nhiên cũng không phải dễ sờ như vậy. Bọn hắn lập tức lóe thân mà tránh. Tuy bọn hắn không thấy rõ mũi tên ăn phóng tới hướng ai, nhưng né tránh trước luôn luôn là hành động đúng. Nhưng mũi tên màu tím kia lại như có mắt, có vẻ ra một đường vòng cung bên trên không trung, tinh chuẩn vô cùng mà phóng đến trước mặt của gã hồn sư ở giữa. Hắn chỉ kịp nâng võ hồn của mình vừa mới phóng xuất ra, một thanh đao dài sáng loáng chém ra mà lần cán. Oanh một tiếng, từ trong quang bạo liệt như là pháo hoa mở ra, mà từng điểm hào quang lổ tung ra tóe ra, giờ lại bắt đầu tập trung ra tới bắn xa này từ bốn phương tám hướng. Từ tinh linh cung, tinh linh tiễn đệ nhất hồn kỹ, thần linh ngưng thần, tập trung tư tưởng suy nghĩ tập trung, tiến tục vô hư phát, không phát nào hụt. Mà ngay khi mũi tên đầu tiên vừa bắn xa, mũi thứ hai và thứ ba đã tiếp nối mà phóng ra ba lần, nhưng mà lại như hoàn thành cùng một lúc. Hai gã tam hoàn hồn sư còn lại cũng đồng dạng là không chỗ nào né tránh, chỉ có thể trọi cứng với công kích của hắn, cuối cùng vẫn là bị oanh kích bay ngược mà ra. Đôi mắt màu máu khẽ chớp động ra lộ ra vẻ hài lòng. Nguyên Ân Huy Huy lúc này thủ cùng mà đứng trên không trung, từng điểm hào quang bị trọng tải tàn ra. Điểm này cũng có nghĩa là trận đấu này đã xong, không thể nghi ngờ đây chính là trận đấu được kết thúc nhanh nhất, cũng là trận đấu chênh lệch thực lực lớn nhất, mà Nguyên Ân Huy Huy chính là người chiến thắng. Tu vi chênh lệch quá xa, tam hoàn căn bản là ngăn không nổi công kích của hắn. Tuy chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng dù sao nó cũng được năm mười mấy cấp hồn lực rót vào, huống chi kèm võ hồn đó nhìn qua vốn đã vô cùng không tầm thường. Tất cả mọi người nhìn hắn đều không khỏi hít sâu một hơi, thậm chí đại đa số mọi người đều âm thầm cảm thấy là may mắn. May mắn vì lúc trước người của mình gặp phải không phải hắn, bằng không thì làm sao có thể chống lại đây, hắn thật sự là quá mạnh. Tiền nôi lướt xuống một hớp nước miếng, khẽ nói với La Miền Vũ bên người, Hiền Vũ, ta muốn về nhà. Cho dù phải đối mặt với đối thủ tu vi tứ hoàn bọn hắn cũng thắng, thế nhưng mà gã ngũ hoàn trước mặt đã làm vẻ mặt hắn lập tức trở lên trên đắng chát. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả hồn lực cũng đã tăng cao gấp đôi bọn hắn, mà hồn lực của một gã ngũ hoàn so với nhị hoàn nào chỉ là gấp đôi, tam hoàn cũng đỡ không nổi. Vậy chắc chắn nhị hoàn như là bọn hắn lại càng ngăn không được. Nếu đổi lại là mình giao đấu với Nguyên Ân Huy Huy, vậy thì chỉ sợ võ hồn còn chưa kịp phóng ra thì trận đấu này cũng đã xong. Một đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy, thật sự là làm sao cho người ta tràn đầy cảm giác vô lực.
Nét mỉm cười thản nhiên hiện ra trên mặt, làm Huyền Vũ khẽ vỗ vỗ bả vai Cổ Tiền Lỗi. Không nên tự coi nhẹ bản thân, luận tinh thần đặc thù thì nhường người còn hơn cả hắn. Thực lực của hắn mạnh mẽ chẳng qua là vì hoàn cảnh tu luyện bất đồng. Vô luận như thế nào chúng ta cũng phải cố gắng ở lại. Chỉ cần có thể tu luyện trong sử lẻ các học viện, nhất định chúng ta sẽ có thể bắt kịp bước tiến của hắn ở trong tương lai không xa. Có áp lực mới có động lực, tu luyện dưới hoàn cảnh như vậy, người không cảm thấy tốc độ tiến bộ của chúng ta tiến nhanh hơn tới mức nào hay sao? Tiền Lôi có một chút kinh ngạc mà nhìn hắn, người không có cảm giác chút nào nhụt chí hay sao?